Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Rainbow và mình là Tấn Anh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip đánh giá nhanh về mẫu giày cổ thấp của Carrie, đó là mẫu Carrie Low 2, và mẫu giày mới ra của Carrie đó là Carrie Low 3. Mình sẽ bắt đầu vô đánh giá hai cái mẫu, hai cái hộp của hai đôi giày này. Thì các bạn nhìn vào thấy sẽ thấy ngay là cái hộp của Carrie Low 2 nó sẽ có ngay những cái chi tiết của đôi giày, như là và cái tên của đôi giày đó là Carrie Low 2. Xung quanh thì có logo Carrie, nói chung là chủ yếu là chi tiết của đôi giày Carrie. Còn qua Carrie Low 3 thì mình sẽ thấy cái màu hộp nó sẽ chói hơn, sẽ sáng hơn, và những chi tiết trên hộp các bạn nhìn có thể nhìn thấy là những cái sọc, nó không phải là những cái nét chữ nữa, mà nó những cái sọc nó sẽ làm nên cái chữ này, nó sẽ nhìn cho làm tạo cho cảm giác giống như là cảm giác thô nguyên vậy đó, cái ảo giác cho mình. Và xung quanh nó sẽ có những cái chi tiết hình học như là hình tròn, hình tam giác đồ này nọ. Và trước thì có chữ tên của đôi giày đó là Carrie Low 3. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với những cái sự giống nhau trước. Thì theo mình thấy từ cái phần form giày, phần midsole cho tới phần đế thì nó đều giống nhau hết. Thì theo mình thấy Nike, theo mình đoán nha, thì Nike đã thấy được cái sự hiệu quả trên con Carrie Low 2 này và tiếp tục sử dụng nó lên con Carrie Low 3. Thì theo mình thấy đó là vậy. Còn theo các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ là designer của Nike đang bị deadline dí nhiều quá, xong rồi kiểu sử dụng lại ý tưởng cũ không? Các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với những cái điểm khác nhau. Thì bắt đầu từ phần cái mũi giày, thì theo các bạn thấy phần mũi giày này, cái miếng nhựa này nó sẽ to hơn ở Carrie Low 2. Khi mà qua Carrie Low 3 thì cái miếng nhựa nó sẽ bị cắt giảm một chút, nó sẽ còn một cái miếng nhựa nhỏ, khá là nhỏ ở đây. Tiếp theo thì về phần giữa phần strap giày, các bạn sẽ thấy ngay là sự khác nhau, đó là Carrie Low 3 sẽ có một cái strap, Carrie Low 2 thì không có. Riêng Carrie Low 2 thì nó sẽ có những cái nấc tăng chỉnh này, những cái lỗ xỏ giày, nó sẽ giúp cho phù hợp với bàn chân của mỗi người hơn, mỗi người sẽ có mỗi cái chân khác nhau. Xỏ những cái lỗ này thì nó sẽ giúp cho phù hợp với chân của mình hơn. Phần Low 3 thì nó sẽ có một cái strap này. Strap này giống như là cái strap của Flytrap 3 vậy, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện hơn, đỡ phải tháo dây, xỏ dây lại, nó thuận tiện hơn và nó ôm chân hơn. Tiếp theo là về phần gót, chúng ta thấy được là phần gót của hai đôi giày này, nó về phần Low 3 thì nó sẽ được làm nhọn lên, còn về phần Low 2 thì nó sẽ làm vuông vuông ngang ngang như vậy đó. Và tiếp theo là ở phần Low 3 thì nó chia làm hai mảng, mảng phần này là bằng da, phần này là bằng vải. Phần đây còn về Low 2 thì nó chỉ là vải thôi, chứ nó không có phần da. À, còn cái chi tiết nữa đó là về Carrie Low 2 á, sẽ dùng những cái lỗ để chúng ta xỏ giày. Nhưng mà khi qua Carrie Low 3 á, thì nó sẽ được thay đổi một chút. Đó là về phần chúng ta sẽ được thấy là xỏ giày qua những cái phần dây này, chứ không phải là xỏ qua lỗ nữa. Và chúng ta sẽ thấy được là những cái chi tiết của Illumination được may thêm lên trên này để tạo thêm cái điểm nhấn trên cái Carrie Low 3 này. Và vừa rồi là những phần đánh giá nhanh của mình về Carrie Low 2 và Carrie Low 3. Theo các bạn thì các bạn thích mẫu giày nào hơn? Theo mình thì mình thích hai mẫu này á. Các bạn thích mẫu này giày nào hơn thì các bạn hãy để lại comment bên dưới cho mình biết ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy để lại một like, một share và một subscribe để mình có động lực làm thêm những cái clip mới trong tương lai. Và mình là Tấn Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.